Anh có từng tin vào một điều gì đó hoang đường chưa? Với riêng em, sự hoang đường đôi khi lại tạo nên những điều vô cùng đặc biệt, giống như câu chuyện của chúng ta. Em đã từ chối tất cả để chờ đợi một người mà thậm chí mình còn chưa biết mặt. Em đã đi tìm anh. Em đi mà không cần bản đồ, không hỏi bất kỳ ai. Nhưng trái tim em vẫn định bị được câu trả lời để tìm thấy anh. Ai khoen chúng ta đã quên mất về sự tồn tại của phép màu. Phép màu tạo nên một món quà vô cùng xứng đáng khi nó được viết không chỉ một mà bởi hai câu chuyện cổ tích song song. Phép màu cũng nói với anh về sự tồn tại của em và sẽ có một món quà bí mật dành cho chúng ta. Những người luôn tin vào những câu chuyện tình có hậu, rằng họ sẽ vượt qua tất cả và hạnh phúc bên nhau. Anh sẽ mãi ở bên em, yêu thương và che chở cho em suốt quãng đời tiếp theo, và sẽ mãi luôn như thế. Anh yêu em. Cảm ơn anh vì đã đến bên cuộc đời em. Đến giờ em không cần phải lo lắng về nhiều thứ nữa rồi. Nhiều điều em làm anh buồn, nhưng anh yên tâm, em đang và luôn cố gắng để làm không làm anh buồn nữa. Vậy nên ít câu có và khó tính hơn đi. Em sẽ luôn cùng anh đồng hành trong mọi khó khăn, vui buồn trong cuộc sống. Nên hãy cứ yên tâm, luôn có em soi lưng anh nhé. Yêu anh. Còn một điều mà anh chưa bao giờ nói. Sự hoang đường không chỉ có trong giấc mơ của em, mà còn có trong giấc mơ của chúng ta.